và LUTS của các em bé từ 3 tới 5 tuổi. Nhắc lại, từ 2015, một cái kiến thức mới đã làm thay đổi hoàn toàn về niệu khoa. Đó là LUTS, rối loạn đường tiểu dưới, có hàng trăm nguyên nhân. Trong đó tiền liệt tuyến, rối loạn do tiền liệt tuyến, đái khó, đái đêm, vĩ đại, chỉ là một nhánh nhỏ của LUTS. Có nghĩa là tất cả những lý thuyết xưa nay về chuyện bí đái do tiền liệt tuyến hiện nay đã bị thay đổi rất là nhiều. Và một cái kiến thức nữa, đó là khái niệm về sex drive đã thay đổi hoàn toàn từ 2015. Sáng hôm nay chúng ta đi chi tiết trong 10 phút về hai vấn đề này. Thứ nhất, khi nào gọi là LUTS? Bất cứ khi nào chúng ta rối loạn đi đã. Thì ta gọi là LUTS. Như vậy, thế nào gọi là rối loạn đi đái? Một người bình thường mỗi một ngày đi đái từ 4-6 lần, đêm không có lần nào. Đây là định nghĩa của niệu khoa. Tuy nhiên, đối với lão khoa thì người ta định nghĩa một đêm đi đái dưới 2 lần vẫn là bình thường. Như vậy nó còn lấn cấn một chút giữa niệu khoa và lão khoa. Ở đây, muốn xác định bệnh nhân LUTS do nguyên nhân thực thể hay không thực thể, chúng ta phải làm được hai cái cận lâm sàng. Cận lâm sàng thứ nhất đó là tổng phân tích nước tiểu để xem có bạch cầu, có nitrit và pH. Và một cái thứ hai, chúng ta cần làm urodynamics. Nếu nghi ngờ đó là rối loạn đi tiểu LUTS của những người đàn ông do tiền liệt tuyến và của những người phụ nữ do bệnh lý của sàn chậu hoặc bóng đá thần kinh hoặc OAB, tức là overactive bladder, hoặc là detrusor, underactivity. Tất cả những trường hợp này đều phải làm urodynamics. Hiện nay 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chỉ có một mình Hoàng Mỹ có urodynamics, Hoàng Mỹ cần thật. Còn lại tất cả 12 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa đều không có urodynamics. Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ chỉ có uroflow. Uroflow thì các bạn chỉ biết được có cái dòng tiểu vậy thôi, có nghĩa là người đó đang mạnh hay đang yếu. Còn các nguyên nhân nằm ở đâu, các bệnh lý đi kèm, các bệnh lý nền, chúng ta không chẩn đoán được. Như vậy, ta bắt đầu đi vào vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tại sao phụ nữ 40-49 dễ bị LUTS và thử nước tiểu hoàn toàn không có vi trùng? Những trường hợp này khi các bạn đi khám cho bác sĩ không phải chuyên khoa nữa, người ta sẽ chẩn đoán là nhiễm trùng tiểu và cho kháng sinh. Sai. Vì bệnh nhân đi đái lắc nhắc, thậm chí bệnh nhân ho nước đái sót trong mực. Trong trường hợp đó là tiểu không kiểm soát cho kháng sức. Đó là do yếu tật sinh môn, là do bằng quang xa vào âm đạo, chứ đâu phải là bệnh lý nhiễm trùng. Trong trường hợp đó, chúng ta cần phải điều trị bằng cái gì? Phải tập Kegel là quan trọng nhất. Tập Kegel là quan trọng nhất. Khi nào Kegel thất bại, trong Kegel nó bắt buộc phải giảm trọng lượng cho bệnh nhân. Một người phụ nữ 55 tuổi, cao 1m55, nặng 60kg, chồng chết cách đây 5 năm mà bị LUTS rất là khó, vô cùng khó được điều trị. Vì bắt buộc phải tập Kegel từ trong ra. Chồng chết 5 năm mà Kegel từ trong ra đâu có làm gì được. Bắt buộc phải đi mua sex toy. Chúng ta hiểu được chưa? Nếu không tập Kegel được từ trong ra trong trường hợp này, rất là khó. Kegel từ ngoài vô, tập yoga, tập hết tất cả các động tác Kegel. Các bạn vô cũng vô, các bạn gọi Kegel exercise, female Kegel exercise. Các bạn sẽ có tất cả những bài tập. Tuy nhiên các bài tập từ trong ra thì rất là khó. Phải quan hệ tình dục, tập từ trong ra đi. Và phải giữ nguyên tắc tình dục theo công thức số 9. Khó khăn này. Mà nên chết chồng 5 năm rồi sao mà xét theo công thức số 9 được? Vì nhờ ai giúp đỡ? Ừ, còn họ. Nếu nam thì họ còn đi nhờ mấy cô giúp đỡ được. Nếu nữ đâu có được. Rất là khó. Hiện nay nước chúng ta chưa hợp pháp quá mại dâm nữ, mại dâm nam gì hết. Rất là khó. Rồi. Như vậy các bạn hiểu được rằng cái LUTS tuổi này là một điều khó khăn. Gì nữa,
estrogen tuổi này giảm, duy nữa dáng dấp tuổi này không còn đẹp nữa, duy nữa trọng lượng lớn, khi chúng ta ngồi nó sẽ làm yếu đi cái tầng sinh môn. Và nhớ cho thầy cái cơ gọi là bibococcyx. Một lát các bạn vô Google các bạn gọi, tất cả các bạn ngồi vậy đó, lấy điện thoại gọi rồi hay dễ dàng mà các bạn gọi, các bạn sẽ thấy cơ này cực kỳ quan trọng, nó ôm hai bên của cái lỗ tiểu. Hai cái cơ này nó dừng, nó ôm cái lỗ tiểu ở đây, âm đạo ở đây và cái trực tràng ở đây, có nghĩa là hai cơ này nó hãy xiết. Phía trước này nó ôm vào cái xương mu, phía sau này nó ôm vào cái coccyx. Và hai cơ này phải được tập thường xuyên, tập thường xuyên. Với tất cả các bạn nữ ngồi đây, hiện nay các bạn đang mạnh, rất mạnh. Mỗi ngày các bạn chạy bộ, các bạn đi xe đạp, các bạn chơi thể thao. Nhưng ở cái tuổi 50, 55, đâu phải ai cũng còn được cái dáng dấp như mấy em. Nhiều người mập, bụng bự, cơ nhão, không đi bộ nổi. Chúng ta hiểu được kìa. Bây giờ, tại sao trẻ em 3-5 tuổi bị LUTS nhiều? Thứ nhất, áp lực của Việt Nam của chúng ta là học. Học. Hôm qua thầy mới đưa một cái video của em bé nhỏ xíu, nó quánh bóng bạc, thầy giả màn lợi chưa? Đúng ra con của chúng ta tuổi đó là phải chơi như vậy đó. Nhưng đâu phải nhà nào cũng có thể gửi con cho đỉnh cao được. Phải huấn luyện viên xịn mới dạy nó cái đó. Nhà mình không có vốn đủ huấn luyện viên xịn thì chơi nhảy cò cò cũng được, phóng dây thuốc cũng được. Bây giờ tất cả những trò chơi dùng được. Không, cứ học nữa, học mạnh. Và cái smartphone hiện nay là một cái tội ác. Hiện nay smartphone là một tội ác. Người ta thấy rằng các em bé phơi nắng từ 8 đến 9 giờ mỗi buổi sáng không bao giờ bị cực thiệt. Như vậy, làm sao để lùa các em bé từ 3 tới 5 tuổi thì tới 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi ngày nào cũng phải ra nắng, 8 đến 9 giờ là phải ngoài sân. Giờ đó là tất cả toàn trường cái sân hết, thầy cô học trò cái sân hết, làm được không? Tối ngày lũi trong phòng, đứa cái máy tính, đứa cái sập mặt mặt thôi. Mù hết, đuôi hết, cẩn thị hết. Không có nắng mặt trời thì không thể được. Không thể tăng cường hệ thống miễn dịch được. Nhưng mà, và hiện nay trẻ nó không phải đi học. Chưa kể là ba mẹ quýnh lộn trước mặt nó. Chưa kể là ba mở phim ma cho nó coi. Đứa nít tuổi này coi phim ma là LUTS liền. Nó sợ, nó đá cho mình. Kế tiếp, đứa sex drive. Ngày xưa trước đây, người ta tưởng là một người nam thấy một người nữ đẹp đi ngang, cô đó đẹp quá mày, nói như đứa bạn. Có nghĩa là thèm muốn tình dục khất giới, người ta cứ nghĩ ở người đàn ông là do testosterone. Sau này người ta phát hiện là không phải, do estrogen. Đây là mới dẫn tới nhiều cái điều nguy hiểm. Chính vì estrogen quyết định cái sex drive ở những người đàn ông. Cho nên các bạn thấy những ông hiện nay trên 60 tuổi, 70 tuổi, đa số bụng bự. Vũ bự. Cái ông này là estrogen tắng. Dạ, mà trong túi thì lại nhóc tiền. Quan chức dự hưu không? Tiền nhóc, estrogen tắng, thế thì sao? Thèm sex. Với ai? Các em bé gái 14, 15, 16 tuổi. Các bạn vô cái các bạn gõ bộ binh, bộ hộ, bộ hình. Gõ liền cho thầy bài đó. Đọc lên. Bộ binh, bộ hộ, bộ hình. Để các bạn hiểu được bản chất của cái này, người ta đã phát hiện ra 800-500 năm trước. 800 năm trước cái bài này đã ra đời rồi. Bởi liền cho thầy. Cái bài thơ này đã ra đời cách đây 800 năm. Thời đó người ta đã mô tả các quan chức thối nát. Cái câu thứ ba đọc đó. Câu thứ ba mới quan trọng. Bộ chi, bộ xấu, bộ tồi. Câu thứ tư mới quan trọng, đọc được câu thứ tư chưa? Nè, thấy cái từ thứ, cái dòng thứ tư chưa? Thấy chưa? Dạ. Bộ binh, bộ hộ, bộ hình. Câu thứ hai em tự đọc lấy. Câu thứ ba, bộ chi, bộ xấu, bộ tồi. Câu thứ tư. Thấy chưa? Còn câu thứ tư nữa. Dạ. Rồi tự động lên. Đối với nữ thì sao? Như vậy, cho tới giờ này khi các bạn học về cái này, bạn mới biết được tội ác hiện nay sẽ là tất cả những ông lớn tuổi cái đó.
đều xét với các em bé gái 14, 15, 16. Ít khi mấy ông khoái 18, 20. Tuổi này là mấy ông hết tay. Mày ngủ kiều kiều chú. Ôi, đi chỗ khác. Bây giờ ta hiểu tại sao. Được chưa? Trời ơi, mình 24 tuổi mà ông chê ta. Sao ông khoái khác hơn ta? Chính là do thấy câu thơ thứ tư chứ. Rồi, đối với nữ thì sao? Đối với nữ, sex drive lại do testosterone quyết định. Ây da. Mà các bạn biết những người nữ nào chân mày rậm là testosterone rất nhiều. Trời. Vậy chỉ cần giờ với cô này còn này. Nó sắc mặt cố luôn. Được chưa? Đã hiểu được chưa? Chân mày rậm đồng nghĩa với lại testosterone nhiều. Và cách đây cả ngàn năm ta đã có một câu là trường mi hậu tố mau ấy. Dạ. Gõ liền, coi đó liền vô Google gọi. Như vậy, mỗi lần các bạn nam ngồi kế bên một bạn nữ nào mà chân mày rậm, bê ơi cứu tao. Rồi chấm dứt cái này.